Hello, Hiếu xin chào mọi người ha. Thì hôm nay Hiếu sẽ test cái con Hilti này 36V 10A. Thì đầu tiên Hiếu nó sơ khảo về về nó ha. Con này là nó có tập nên là từ năm 1991 ha. Thì tính ra bây giờ là nó được 91, 201, 211, 221, 22 là 31 năm rồi nha anh em. 31 năm rồi. Mà nó thấy nó rất là vẫn còn ok lắm. Là cái thứ hai con này là dòng của châu Âu và xuất xứ nó cũng của Đức luôn, chính xác nó là hãng Đức ha, Đức và của Đức sản xuất luôn. Còn những cái đời mới bây giờ thì Hiếu không nói nha, đời mới bây giờ thì nó vẫn có sản xuất của Trung Quốc nhưng mà vẫn nhập qua châu Âu, thì hàng nó vẫn là hàng chính hãng, vẫn là hàng ok. Nhưng mà riêng con này là nó là xuất xứ và sản xuất là ở Đức luôn. Thì con này nó có hai chức năng, khoanh thường và khoanh búa, khoanh bê tông đó, chính xác là khoanh bê tông luôn đó. Có cái hiện ở đây nè. À, búa là quay sang hướng này, còn khoanh thường thì quay quay sang hướng khác. Đó, quay ngang dày là khoanh thường, lên đây là khoanh búa. Rồi còn điều thứ hai nữa là cái pin này Hiếu đóng rồi ha. Đó, Hiếu lên mặt sạc chỗ này chống cho anh em không có được vừa bánh mà vừa sạc, nó hại pin. Thì con này Hiếu đóng pin là pin Dyson như thế này, đóng đúng 9 cell đó, là 9S đó anh em. Dyson xạ 35A ha, xạ 35A là với lại pin này cũng là pin tháo khổ thôi, dung lượng nó còn tầm khoảng 2.800 đến 3.000 ha. Thì Hiếu lấy điều định thấp nhất là 2.800. Cái vỏ nhỏ thì Hiếu đóng được chỉ có 9 cell, không có đóng song song lên được. Ở dung lượng 2.800. Chứ nếu mà đóng mấy pin xịn nữa thì cái máy nó độ lên quá cao, nên là sợ nhiều khi anh em chê mắc rẻ nó mất công. Hiếu chịu đóng pin pin cỡ tầm cỡ này thôi, nhưng mà đúng thực sự là pin này là rất là VIP đó anh em. Pin 20700A. Xạ nó 35A, xạ 35A thì máy này là anh em tại là quất trực tiếp tầm khoảng 15-20 con chiều một mũi bê tông là thoải mái anh em ha. Rồi điều thứ ba nữa là con này là chỉ một chiều một, thì thời xưa với như vậy với gọi là đúng khoan bê tông, cần gì phải đạo chiều nha anh em, và không điều tốc, kêu vô là quất luôn. Đó, những cái đời ngày xưa là nó là như vậy. Rồi bây giờ đầu tiên thì Hiếu sẽ kiểm tra pin của nó ha, nó còn bao nhiêu volt nè. Đây nó là 36V50 ha. Đó, là tương đối là gọi như là gần đầy đó. Còn đầy của nó thì anh em cứ lấy 36 anh em cứ lấy 9 nhân cho 4,2 là lên đầy volt của nó ha. Sạc adapter. Còn bây giờ Hiếu sẽ test thử làm vài chục con mạng bê tông này. Đây là nguyên một cái mạng bê tông đổ nè. Đó, đổ đường đá 12 rồi trộn lẫn đá mi tùm lum tà la nè. Chỗ này chỗ test chủ yếu là huyền thoại nè. Vậy số quốc cái mũi 10 ly nè. Con bê tông 10 ly ha. Lỗ. Hai lỗ. Ba lỗ. Bốn lỗ. Đó là
Hiếu cho nó hoạt động liên tục luôn á, Hiếu không nhả cái tay ra luôn nha anh em. Là thấy 10 lỗ ha, bây giờ Hiếu sẽ chơi cái cao cấp hơn tí. Bây giờ đây là cái mũi khoan thuộc dạng gần như gọi là rút lõi nè, nhưng mà hình như cái này là rút lõi của sắt. Bây giờ Hiếu chơi qua thử bê tông luôn xem sao. Nóng quá, nóng quá. Rồi bây giờ Hiếu sẽ quất thử một lỗ thử xem sao ha. Cái này không biết nó có hiệu quả hay không, tại Hiếu thấy cái đầu trên đây không phải là đầu bê tông, là Hiếu biết là nhiều khi sợ cũng không hiệu quả mấy ha. Đó, cái này là dày nè, tầm khoảng 5-6 phân ha anh em ha. Giờ mình quất sẵn một cái chỗ này đi. Do cái mũi nó không phải bê tông nên nó không xuống được anh em ha. Nè anh em nhìn nè, muốn nóng và tròn luôn rồi thì nó không bao giờ xuống được. Nó xuống được á nhưng mà nó rất là cực. Anh em mua cái mũi, nếu anh em muốn rút lõi á, anh em mua cái mũi mà chuyên rút lõi đó là của bê tông, của tường, của đá này nọ thì đúng hơn. Còn này mà Hiếu mà phá thêm tí nữa thì hư cái mũi này thì hơi uổng, nên là Hiếu không dám phá ha. Rồi bây giờ Hiếu sẽ thử đo lại pin, coi có điện áp nó lên khoảng bao nhiêu ha, nó còn là bao nhiêu vôn. Đó, trước mắt là anh em thấy Hiếu khoan 10 lỗ rồi đó. Đây ba, còn nãy là 3650, giờ là 3499 nè, nhưng mà nó sẽ hồi nè, anh em thấy nó hồi lên không? Đó, nó cứ hồi lên, đó hồi lên dần dần. Thì Hiếu đoán một hồi nữa nó sẽ lên tầm khoảng là 36V, gần 36V nha anh em. Đó, anh em thấy không, nó cứ hồi lên từ từ vậy đó. Thì từ nãy giờ Hiếu khoan 10 lỗ thì nó chỉ có, và khoan cái rút lõi đó đó mà chỉ có tốn tầm khoảng là cho là gần 1V đó. Đó thì cái con này á, theo như mà Hiếu được biết á, theo như Hiếu đoán á, là cái mặt này nó sẽ cho xạ, nó sẽ cho xả xuống còn tầm 33V là nó sẽ ngắt. Nó ngắt để bảo vệ pin anh em ha. Rồi bây giờ Hiếu sẽ báo giá cho anh em luôn. Báo giá cho anh em ha, một bộ này là 2.600.000 nha anh em. 2.600.000, pin đóng mới lại rồi chứ không phải pin niken. Pin này pin lithium ha. Đó, pin thì nãy giờ Hiếu nói rồi đó, xả 35A. Xài là bao phê luôn. Giờ Hiếu sẽ bắn tiếp nè. Chơi thử thêm 10 lỗ nó đi. Lạnh mà. Cái này mà anh em đưa không đúng cái sớ, cái khứa của nó là nó sẽ không quay được anh em ha. Rồi, nó nằm chỗ nào rồi. Đó, cái này thì anh em sử dụng quen á là anh em hiểu được cái nguyên lý nó liền nè. Đó, anh em cứ nhìn vô một cái điểm tựa nào đó, chẳng hạn như cái này nè, từ cái điểm tựa này ha, cái điểm mà có cái dấu vết này nè, đó anh em đẩy vô cái rãnh ngắn nha, chứ không phải rãnh dài, là anh em quay là sẽ gài, còn cái rãnh dài này chịch lệch cái bi luôn thì làm sao mà nó gài được ha. Rồi anh em quay cái là khóa lại, tiếp tục ha. Để sẽ quất thêm 10 lỗ nó đi.
10 lỗ nữa đó anh em ha. Thì Hiếu rờ thì thấy nó cũng ấm ấm lên rồi đó. Thì Hiếu test máy cho anh em thì Hiếu test máy cho anh em thì Hiếu chơi như vậy thôi. Còn nếu mà khi về tay anh em thì anh em không nên làm giống Hiếu để cho tuổi thọ và độ bền của máy và pin nó sẽ được cao. Riêng pin này xả 35A thì Hiếu không sợ rồi. Tại vì xả 35A cho thoải mái luôn, máy này làm gì tới 35A. Còn chỉ sợ là sợ cái máy thôi, hoạt động mà nó nhiều cái nóng quá đó, nóng quá thì nó cũng không tốt. Giống như con người mình, con người mình nóng lên thì cũng làm ba cái điều xàm không à, làm bậy bạ không à. Nên là anh em khi về tay anh em thì anh em không nên làm giống Hiếu. Ví dụ như anh em bắn 2-3 con, 5-7 con gì đó, anh em hút thuốc và làm chuyện khác. Chứ đâu có cái nghề nào mà tối ngày cầm cái máy bê tông này mà cứ đi khoan lỗ hoài đâu, đúng không anh em? Đó, khoan thì nhiều khi cũng bị hạ xuống rồi bắt đầu lấy tắc kê này nọ đóng vô, rồi anh em mới khoan tiếp. Còn Hiếu bán máy thì Hiếu test, test có nghĩa là để cho công suất này nọ nó gọi là gần như đỉnh điểm đi. Nói chung chưa đến đỉnh điểm lắm đâu. Giờ mà quất thêm mười mấy 20 con nó đi thì mới gọi là đỉnh điểm. Nhưng mà thôi, video nó sẽ dài, coi nó cũng nhàm chán. Tới đây anh em coi phù hợp với công việc anh em thì anh em chơi ha. Thì Hiếu sẽ chia sẻ luôn, ví dụ cái con này thì sẽ phù hợp cho anh em nào làm điện lạnh nè, leo trèo cao mà mỗi lần đi câu dây điện của người ta hết hơi. Làm cho công trình ngày xưa cũng làm bên điện lạnh, Hiếu biết mà, vô mấy công trình cao á, công trình mà của những cái công trình lớn á, vô là kể cả dây điện cũng phải 3 chấu người ta mới cho đem vô đó, thì rất là phức tạp. Rồi đi câu dây điện này nọ, kéo đường dây là không để rớt xuống đất này nọ, rất là cực ha. Em chơi con này là ok luôn. Ráp ngày ráp làm gì mà một phụ một thợ làm gì mà ráp được 10 mấy một ngày đó, thì con này là dư xăng. Anh em chơi trong một ngày, còn em thích thì anh em đóng thêm một cục pin nữa. Đóng thêm một cục pin nữa thì Hiếu sẽ báo giá cho thêm. Ví dụ nếu mà anh em mà mua thêm một cục pin nữa thì giá một cục pin như thế này là 850 nha anh em. Một cục pin như thế này nữa em sẽ đóng thêm một cục nữa là 850. Còn không á là Hiếu còn anh em mua một bộ như thế này, một cục pin, một thanh máy và một cục sạc, giá của nó là 2.6 triệu nha anh em. Rồi video của Hiếu hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ha. Và ví dụ anh em nào mà mới coi lần đầu á thì đây là địa chỉ của Hiếu ha. Hiếu bán là có cửa tiền đàng hoàng chứ không có phải tầm bậy bạ ha. Địa chỉ số 2 Bầu Giá, Phía Gia, Sách Thanh, Phú Trung, Bình Thị Kim. Số điện thoại của Hiếu là 0938321449. Zalo của Hiếu cũng vậy ha, 0938321449. Rồi video của Hiếu xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.